còn chứ. Đó, cái dầu bự kìa. Đó. Nó chắc nó. Dưới đó kìa. Đó, quá trời luôn mọi người. Để tôi nói nha, đây là một ai nè. Đó. Một ai nè. Ôi. Đó. Ôi dồi ôi. Quá đã rồi. Quá rồi. Quá rồi. Trời ơi, trắng chài luôn. Ra tắn chạy luôn. Rồi ôi. Nè mọi người. Ra nhiều ra chứ về làm sao? Mọi người thấy chưa? Nè. Đó. 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 Quá. Thì mình lại tiếp tục theo ông chú giải chài nữa nè mọi người. Thì mồi của ông chú đó mọi người. Tắm đó, tắm gạo mình đó mọi người. Rồi mình sẽ ở đây mình đợi ông chú. Ông chú sẽ đi bỏ dài bãi nha mọi người. Dài bến nữa. Dài bến nữa rồi ông chú ông sẽ quay tới lại ông ông quăng chài nha. Rồi, ông chú đã trả lời mọi người ơi. Nãy bỏ mà được mấy bến chú? 4 bến. 4 bến chứ. Cá nổ của mọi người. Rồi. Mình quay cái nó mắc cỡ rồi dưới lặn rồi. Mới thấy nó ụt đó. Vừa được bình vừa tống luôn chú ơi. Dạ. Để một hồi lục bình. Để một hồi lục bình nhóc nó thua luôn á chú. Ghê chưa? Ôi nó ụt. Sẽ cá vô bự quá. Nó kìa mọi người. Kinh này gọi là kinh cá nha mọi người. Ghê chưa? Đó. Ghê chưa? Đó. Cái nào cũng chết à. Mình không bắt cá vô. Dạ. Bắt cá vô thôi. Cái giờ không có kinh tế. Không kinh tế. Thì con nào kinh tế mình bắt. Đó, ông chú chuẩn bị nha mọi người. Thời cơ đã đến. Chết trời ơi. Chết rồi. Con cá gì ụt không chú? Vô. Chắc vô có vô luôn quá. Vô rồi. Vô mới lên chú. Mới vô. Mới vô có chụp đỏ. Rồi dính cái dầu đó. Chắc luôn. Để mày. Dính cái dầu rồi, cái dầu cái con cái dầu này xui mọi người. Vừa ụt lên ông chú vừa chụp. Này. Cười coi dính nó không nghe. Con chứ phải một con đâu. Hai ba con trời chài lên rồi đó. Dạ. Nó trời chài rồi đó. Chà có lý nghe. Nó lâu chài mình. Chài đầu tiên ngon nghe, nói cái dầu đó chú. Cái dầu nhỏ. Đâu chạy mình nuôi rồi đó. Đó, nó cái dầu nhỏ. Bởi tôi nói hai ba con chứ không. Nó cái dầu bự kìa. Đó. Nó chắc nó. Dưới đó kìa. Đó, quá trời luôn mọi người. Để tôi nói nha, đây là một ai nè. Đó. Nè, một ai. Ôi. Đó. Ôi giời. Quá đã rồi. Đó, một ai. Hết không có chạy nào mọi người ơi. Rùa biển. Ôi giời, có rùa biển hết không có rùa biển. Đi lên, đi lên. Bằng tay luôn á. Cái rùa biển đó. Đi lên, đã tôi nói hỏi lại cái trẻ nó đậu đây tôi không. Ôi mọi người ơi. Trời ơi cá nè. Kìa. Nó. Cô bác đẳng giờ lại quá trời luôn kìa mọi người thấy không? Nó. Cái giò thôi mới ụt quá cái giò bự đó. Xui. Xui mày đi. Xui mày đi. Không quay đẳng bây giờ mình quá trời luôn vậy. Rồi, con có quay rồi chú. Quá xa rồi. Quá xa cái chài này rồi. Cái chài đầu tiên mà. Ôi bảo cũng có dầu luôn. Thì đã tôi nói hai ba con tôi cầm chài tôi biết mà. Con còn cái chài bự. Tôi nói hai ba con thôi. Ôi đã thiệt chú ơi. Không thấy cảnh này rồi thì sao? Hết hồn cái chài này rồi. Ăn không dục. Nói nhỏ bỏ thả đi chú ơi. Bắt cái dầu bự thôi.
Xui xui con cá dầu đó chứ. Mày dừa. Ngớp lên là mày chết. Dừa. Dừa ốc qua. Làm bà nội hả thử ha. Quá đã mọi người. Đứng giữa lộ mình quay vô luôn cho mọi người xem nè. Ông trời tự nhiên ông mát cái video nó hơi tối liền. Bám đi qua chậm trồ hoài chỗ này chứ bà đậu. Tức gì đâu tức. Cái giò nó mọc ghê. Hết hồn có rùa biển. Khói cửa rùa biển này chứ. Trời bữa đó chuyến gì vậy ông? Tôi đảo lại lần thứ ba. Tôi nói một thùng luôn á. Trời ơi. Cái dạ hợp. Đảo lại chuyến lần thứ ba tôi gì ăn cái đại nhóc luôn. Không lẽ cá nó cái trường nó gom dễ gom hơn ta. Con nước nó ăn tùy theo con nước, như bữa nay nước lớn nó ăn yếu nè, hổm nước lớn nó ăn mạnh thấy không? À. Rồi cái nước gồng nó ăn mạnh không chừng nữa. Dạ. Thì bữa nay là nó ông thấy cái khúc đó là nó ăn yếu không bị hổm đó. Dạ. Tùy theo con nước, hổm gì hổm lớn mà nó ăn mạnh. Dạ. Khúc đó nó ăn yếu lại rồi. Cá gì đâu lụm luôn chứ không có gỡ nữa. Gỡ gì chứ. Vũ mà gồm kịp. Dạ, nó. Mọi người thấy sao mọi người? Mọi người thấy chú hay hãy cho mình một like nha mọi người. Là một lượt thích đó mọi người. Hết biết cá mọi người ơi. Kinh này là kinh cá phải không? Dạ. Kinh này gọi là kinh cá nha mọi người. Mà nói được nó mà nói về kinh cá cũng chưa đúng đó mọi người. Thế sao? Vì tại ông chú là sát cá nha mọi người. Có đâu. Chứ đâu phải ai chài cũng được như vậy như chú đâu. Phải mỗi người đâu đây biết là người dân bắt cá đó mà ta còn thua luôn á. Dân ở đây ta cũng có chài nha mọi người nhưng mà chài không có như chú đâu. Này là dân là chiếc cá đó mà còn. Chài một hai con à. Còn ông chú này thôi không phải nói là một hai con nữa. Ừ. Rồi là một ê. Vậy đó. Thả cá vô luôn cho mười mốt lớn bắt chú ơi. Thả hết đâu ăn uống gì. Dạ. Yeah. Này dính trời rồi mất ghét gỡ mệt mẹ. Dướng ngạnh á. Ừ, dướng ngạnh thì sợ đâm đau nữa. Dạ. Cá dầu bự nó hại mấy cá dầu nhỏ nè. Dẫn theo. Rủ theo. Mới vừa ụt lên cái bụng. Thì chụp xuống là chết liền. Mày chết. Đó, cá rùa biển, mọi người thấy cá rùa biển chưa? Ghê thiệt chứ. Cá rùa biển đó là giá trị đó nha mọi người. 80 ngàn một ký lưng đó. Đó, trời ơi, còn nữa kìa. Cái dồ. Để quăng mồi lát trở lại chỗ này là cái điểm đó. Bây giờ ông chú sẽ thải mồi lại nữa nha mọi người. Lát trở gì à? Đón hướng gì à? Chú giờ ông gãy mồi. Gãy mồi là lát lại mình quay xem mình sẽ trở lại cái điểm này mình quay lại cho mọi người xem nha. Lại cái chạy thứ hai nha mọi người. Chạy lại lần nữa xem coi nó có xem coi nó có xem nó có nhiều không nha mọi người. Rồi, mọi người hãy theo dõi ông chú nha. Rồi, bây giờ mình đi lại chài thứ hai. Đi. Dạ. Mày cứ quên. Rồi, chài thứ hai nha mọi người. À, giờ vướng cái lục bình nhỏ là không sao nha mọi người. Dạ. Bỏ nột đó mọi người ơi. Chết. Mày chết. Mày chết với ông chú.
chết. Bảo đảm. Đừng có giỡn mà. Ồ, cái dồ quái kìa, cái dồ ụt quái kìa, bự ghê không? Ừ. Con gì vô chài ổng là ổng tém sạch hết rồi. Vô chài là chết hết. Giờ ổng đang chờ chờ đợi thời cơ nha mọi người. Có chứ, thuốc bắt rồi đùng lum hết. Ba bốn vị ra ngoài tiệm bắt bổ. Mấy vị nó thành đó, nó lăn đi rồi đó chú. Đi mấy ngoài mình chùm ngay nó đó. À. Chạy lấy làm mồi cho cá ăn. Đó. Hết tay luôn nha mọi người. Chạy khỏi. Rồi bà sẽ thấy cái chài này cá. Dung chài chưa vô? Bà thấy cái chài này bà sẽ. Trời ơi, trời ơi. Rồi vô coi. Rồi chài thứ hai này trúng rồi. Bà trời nó tung quả trời luôn rồi. Nó chài này dễ gì. Rồi bà thấy cá. Nó nó ra như nó ra chứ giờ mình đâu có biết được. Cái chài thua quá nó ra cá nhỏ không? Ừ. Cái lỗ bự mà. Bà mới thấy cá. Cho bà coi. Đó. Tôi cũng không giấu làm chi. Nó nhảy ra nữa. Đó, bởi gì? Giấu làm chi? Thôi thả bớt coi chú ơi. Rỗi ra nữa rồi. Ra nhiêu ra chứ giờ làm sao? Bây giờ mình đâu có cản được. Quá rồi. Quá rồi. Trời ơi, trắng chài luôn. Ra nhiêu ra chứ trời. Trắng chài luôn. Rồi ơi. Nè mọi người. Ra nhiêu ra chứ giờ làm sao? Mọi người thấy chưa? Khoan để đem lên cho bà coi. Quá quá rồi, hết sức trận này rồi. Cái trận này ông chú Vinh không nổi luôn mọi người ơi. Bà này mê luôn rồi. Ồ có cá rô kìa. Đó. Rô biển thối thần luôn. Trời ơi có rô biển. Vô rô biển nữa rồi. Trời ơi. Ai biết. Anh chui, anh chui. Anh chui chứ giờ nói ra giờ. Đi mấy chú hát gì vậy vô. Đó. Quá. Wow. Thấy sao cô? Cho ý kiến cô. Thấy nhiều chứ gì. Đừng quay. Mấy quay chứ. Ta đem về cho bà con người ta coi. Dạ. Quá. Wow. Hết sức trận này rồi. Đã tôi nói cái trận này là dữ lắm rồi. Rồi rồi quả tơi cái chài này rồi. Bạn cấp nghề về bây giờ mà trời ơi có ai chạy được nhỏ tròn gì đâu mà. Ôi ơi cái chai này mà thôi. Không có ai được như tôi hả? Cái chai này lạnh mình rồi chú ơi. Tôi làm tôi nuôi cá. Trời đất ơi mắc chết đây nè. Rồi mà về nhà có cá ăn mà cá ngon nữa. Thì cá ăn thì còn cá nhỏ thì mình nuôi cá lóc. Rồi bán sớm người ta ăn cũng ngon. Ừ. Ta thấy ông về với tao mình đó. Mà thiệt bà này nói y chang á, tôi về là bà con ở sớm ta chạy lại à. Bà cô bà nói vui mọi người. Vui. Biết mọi người có nghe không à. Bà nói thấy người ta, thấy ổng về người ta mừng vậy. Ồ, cá rô biển. Thối thần. Thối thần, trời ơi, cá rô nữa nè. Cái cô cũng thối thần nè mọi người nè. Bây giờ là cá nằm ở trong đó nha mọi người. Đó, bắt đầu lộn ra. Nằm lớp lớp ở trong á. Trời ơi, lo mà gỡ mọi người ơi. Đấy, tôi nói ông nhiều, ông thấy cái cảnh rồi, ông mới bởi vậy? Biết để nói rồi, nhiều khi ông đâu nói cái đồ nghề đó chú. Ừ. Trời, đã thiệt chứ. Ngát mồi đó. Rồi đó, ngát mồi. Ăn mồi ăn hôi cỏ lắm. Loại nó ăn cỏ hay sao chú ơi? Nó ăn rong thấy á. À. Ừ. Nó dai nữa. Ngộp ha. Hình như cô này có làm dến phải không? Có chứ, con nhà chồng con nè. Ừ. Bên này kéo không được. Lấy cái cây cản nha. Thà nó có cái lá nó cái cây kéo đi chân mà gồng hoài. Nó cong ha. Dạ, bỏ luôn. Chơi mình đứng giữa lộ luôn rồi mọi người. Mà cái xí cá này đứng giữa lộ. Đứng giữa lộ quay luôn nè. Trời ơi cá ở đây là xứ mà
Thấy không, làm chài lâu lâu tôi chài một chài mà vậy đó là biết mình kéo cái gió là biết bao nhiêu cá rồi. Ừ. Cái ước lượng á. Hồi lâu lâu tôi chụp có một cái mà vậy đó. Rồi thử cái khúc sông này nó cá làm sao. Ủa sao cái khúc sông này cá nhiều vậy mà không thấy ai làm gió ta? Đó. Mà có kéo không? Có chứ mà người ta. À, ăn gì hết mà kéo. Ta kéo ăn rồi ta không. Đó cá rô đó, cá rô mề đó mọi người. Cái chai này bọn cá rô mề nè. Nói dữ rồi, nói hết nổi rồi. Bỏ rô biển này luôn rồi. Ở thòn cá rô biển không? Đó. Mọi người thấy sao mọi người? Mọi người thấy ông chú hay tài, hãy cho mình một like nha mọi người. Và mến, nếu mến ông chú nữa thì hãy đăng ký, nhấn vào thêm một cái chuông, tặng theo dõi ông chú mỗi ngày nha. Mình sẽ theo ông chú mỗi ngày, quay mỗi ngày cho mọi người xem. Mọi người xem giải trí với mọi người. Lúc mọi người mệt mỏi xem cho thư giãn nha. Quá mê chú ơi. Ơi, đi không? Để con gà con lượm một con cá này để hồi nó đi. Nó đi xuống sông luôn, uống chú ơi. Nó đi nó đi chơi nó gặp. Nó theo nó chơi. Đi theo chơi. Không bao giờ hả? Không. Không. Đi theo quay chơi nè. Nhà anh đâu? Gần ổng hả? Không. À, để gặp dọc đường. Đâu đi vô tình gặp rồi theo tôi chú quay nè. Quen đâu. Nhà anh đâu? Không có quen. Ở bên Nhân Ninh á. Chơi vậy đó. Ừ, gặp tôi ổng kết bạn bạn. Mình ruộng cái gì? Dạ. Làm ruộng hết rồi, thời gian rảnh. Dạ, làm ruộng. Bởi vì tôi với ổng là người xa lạ mà kết bạn với nhau rồi. Hai người đi chung vậy đó. Người làm việc. Ruộng thấy cái này cái ổng mê riết luôn. Tôi thì tôi chán mà ổng thì mê. Bùng sình đây mà ổng mê cái gì. Trăm con hả? Thì đó đó thì hai ba bữa tôi đi một bữa vậy đó. Về nuôi nó cho nó ăn. Lại mắc nợ nó phải làm. Tôi hả? Nhà chú đâu? Nhà tôi hả? Suốt bên Thiên Hộ lận. Xa trên nữa. Ông cầu Bằng Lăng á. Không giáp ở Đồng Tháp lận. Ừ, thì đó đó. Bởi tôi người xứ lạ mà. Xứ lạ chứ con có xứ Tiền Giang ở đâu bà bảo con ở chợ Hậu vô á, con mới với chợ Lộc nè. Ờ, Thành Lộc lúc cái kia nữa thuộc huyện Cái Lậy rồi. Ừ. Hai chài. Rồi, hai chài. Hai chài nha mọi người. Ha. Hai chài nữa thôi. Đã không? Hết thùng. Có cái chài đầu tiên không bằng cái chài này hả chú? Rồi lát về chài lần thứ hai nó cũng vậy. Một, rồi một lát mình sẽ quay lại cái chài đầu tiên. Hồi nãy chú giải mồi hả mọi người? Vì nó còn hơi sớm. Chú giải lại, chú sẽ quăng lại cái nữa nha. Mọi người hãy theo dõi nha mọi người. Giờ mình còn một chài đặc biệt nữa. Rồi, bây giờ là tới cái chài tiếp theo là chài thứ là chài thứ ba nha mọi người. Là chài thứ tới chài thứ ba quay lại cái chài lại chài thứ nhất quăng nha mọi người. Rồi mọi người hãy theo dõi nha. Đấy. Đấy bà cô bá mê bà đi ra luôn kìa. Rồi tới chài thứ ba nha mọi người. Mong là cái chài thứ ba này là nó nhiều như chài thứ hai nha mọi người. Cái chài thứ hai thôi quá sắc cỡ. Ủa có chừng, có chừng. Cái chài này không có rộng không hả chú? Sợ. À. Rồi, chú chài ghế chú biết chỗ nào có gốc không gốc luôn mọi người. Nên là ông chú ổng giải ổng sẽ giật lại. Trời ơi cời 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 lên cái đó rồi. Uổng ha. Cời hết cời cời ra hết gốc rồi.
À, vừa giải xong cái nó lục bình trôi xuống nè. Bởi vì thấy đợi lâu chứ qua đó nó trống sẵn rồi. Dạ. Yeah. Ngoài giữa xong nó có cái góc. Góc bự lắm hả chú? Không lặn rồi. À, chưa. Phun ra mạnh quá bị lặn rồi. Biết. Giờ nó né ở trong. Đó. Có cá lộn nha mọi người. Rồi dưới góc hay gì rồi chú ơi. Rồi dưới cái cây rồi. Đó. Phi phi phi. Vô con, vô. Phi phi. Vô. Đó. Ôi, ôi. Cái này chừng gai nha. Đó con. Con có mang dép. Rồi chài thứ ba này không nhiều bằng chài nãy rồi mọi người. Đó. Chài vô con giảm luôn. Nó cái chài này không có bung hết. Cái này không bung hết được. Giờ không phải. Dưỡng cây nữa chứ. Cây. Bởi có cái cây đó là nó lùi ra liền. Bởi vì nó hay lắm. Cá nó hay. Cái này chừng ký cá vậy. Ừ. Ồ, cái vừa rồi thấy mê hả chú? Ừ. Thì đó, nó ơi, một chúng cái vậy đó. Một ê. Đá gì đâu. Giải xong cái chài này mình sẽ quay lại cái chài đầu tiên nha mọi người. Cái chài đầu tiên nãy mình giải á, mình quăng á. Có thể mình không trở lại nhưng mà đi lên cái nữa một trúng hai thất. Dạ. Bỏ ở đó đi lát trở về làm tiếp lại. Dạ. Vậy là còn một, vậy là còn một bến nữa hả chú? Đi lên dưới trên là 3 bốn bến nữa. Dạ. À, nếu cái đoạn thăm này á, là hên nó là trúng hai là thất và thử coi bốn bến này coi nó nửa rồi ra làm sao. Dạ, vậy là còn mấy bến nữa chú? Bốn okay. Bến chưa gãy mồi nhưng mà mình đi lên. À. Cũng như mình lên nữa. Dạ. Cũng như mình lên nữa biết không? Dạ dạ dạ. Thử coi cái đoạn thăm trên nó hổng giờ chưa đi. Dạ. Để đi tiếp nữa. Trời ơi đã. Rồi mình sẽ quay trở lại. Lâu quá có sao không chú? Hả? Để lâu quá. Tại nó cái đó là nó chỉ mình cá mới nó lợi thôi. À. Còn cá nãy mình bắt hết rồi, giờ mình chờ mấy con mới nó thưa nó lâu thì nó gom. Tụ hùng nãy. Nó gom lại hả chú? Ừ. Rồi, mình sẽ quay lại cái chài đầu tiên nha mọi người. Rồi, mọi người ơi. Thế là quay lại cái chài đầu tiên hồi nãy mọi người. Bây giờ là ông chú ông sẽ quăng lại lại nha. Lần thứ hai coi. Lần thứ hai coi thử coi sao mọi người, thử sức coi. Thử coi cái bến này nó còn ở nhiều không? Dạ. Thử coi cái bến này nó còn ở không nha mọi người. Đợi cái lục bình nó vừa trôi là ông chú ông sẽ quất á. Dạ. Mà phải bảo đảm phải có. Biết là phải có nữa. Dạ. Ít nhiều cũng có nha mọi người. Có. Biết đâu là nó nhiều hơn. Biết đâu là nó nhiều hơn cái chài đầu tiên nãy sao? Ừ. Tại nãy mới quá, sớm quá. Dạ. Nhiều khi sớm quá nó chưa tụ lại đông. Cái bến này nãy mọi người nhớ không? Cái bến đầu tiên mà chụp con cá dồ vừa ụt nè. Chỗ này ngã tư. Dạ. Đợi con bình nữa không chú? Nó qua rồi. À. Dạ. Họ hên vừa tới miếng lục bình luôn. Canh tỏ độ nữa rồi. Còn em nào lang thang đây nữa không? Cái này mốt vét lại nè. Ừ. Còn lang thang là chết nữa. Chắc cá dồ nãy đi rồi. Ừ,
Nhát quăng cái là nó nhát rồi. Quăng cái là rồi. Động. Không thấy không tung tung té như cái nãy đầu tiên ta. Đỏ. Cái gì bự dữ chú? Ô, chép màu mày ơi. Ô, chép màu. Chép màu. Vô con chép màu nha mọi người. Chép màu. Đó, đã không? Đẹp chép không? Màu. Ồ, cái này về thả hồ chú ơi. Ừ, mà nó chết không có sống. Đã thiệt. Chết. À, nó dễ chết hay nó lên không có gì gọng nữa hả chú? Lên đã chết à. Trời ơi, chú già nữa nè. Trời ơi, cái rô biển. Thấy không? Trời ơi. Đáo lại nữa. Cái rô nữa kìa chú. Biết cái điểm đó, phải trở lại nữa. Thôi vậy. Tuy rằng nó không có nhiều bằng cái đầu tiên. Im. Cái chép, chép màu đã ha. Chết uổng thiệt. Cái này chết. Ừ. Sống sống. Rồi có biển. Rồi có biển. Nãy hồ có rùa biển đi chứ. Đó, chép màu đó. Màu nè. Rồi, rồi uổng thiệt chứ. Muốn sợ chuyện bậy. Bậy nghĩ là coi là má rồi có một chấm nhậu đủ mẹ ngon thật to. Thôi rồi. Coi cho lạc lạc không ngon ngon đủ mẹ ớt hành tiêu chút cay đủ mẹ rau sống đưa vô đủ mẹ nhậu thịt bò tới không lợi luôn. Ông nói mà ra món nhậu không mà. Rồi chắc cũng dân nhậu nè. Ừ. Đây, mình sẽ quay dân nhậu cho mọi người xem nè. Đó. Nó. Ông nói nhậu ngon thịt bò đấy đó. Mới làm không? Đụng em bắt đầu cái ấy cuốn giùm em. Cuốn thì nó cuốn cuốn gia công đó rồi bán thì mua. Ừ, cuốn bỏ. Rồi. Cuốn bỏ rồi. Rồi nha mọi người. Chài này chài cuối rồi đó, quay lại cái chài đầu tiên rồi đó. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Mọi người thấy hay mọi người hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và không quên nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông để theo dõi chú mỗi ngày nha. Chào tạm biệt mọi người chú. Chào bye bye. Mở thùng chưa? Bye bye ông anh. Nói sáng rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video này nha mọi người. Hẹn mọi người lại cái video sau. Bye bye. Cái chép màu này xuống là lột xả hay gì nó làm lớp lớp cái. Ấy đầu đi cứu cái ấy cứu giùm.